Trả lời khán giả Lăng Văn Tiệp ở tỉnh Bắc Giang hỏi: nhà tôi có 0,5 hecta vườn vải, bây giờ tôi muốn nuôi gà theo hình thức bán chăn thả thì có được hay không? Và tôi nên nuôi cái loại gà nào cho phù hợp? Thưa anh Tiệp, chúng tôi mời anh theo dõi lời tư vấn của chuyên gia dành cho câu hỏi của mình. Bạn nuôi gà dưới tán vải cũng tốt chứ không phải là không tốt. Thế còn cái giống để bạn đưa vào nuôi thả dưới vườn vải thì nên hướng đến các cái giống gà bản địa hoặc là các cái giống gà lai 3/4 bản địa, 1/4 gà ngoại thôi. Chứ còn nếu mà bạn dùng các cái giống gà lai 1/2 thì nó cũng sẽ không phù hợp lắm. Nên tôi có thể kể ra đây một số các cái giống để bạn có thể là tiếp cận để bạn mua về bạn chăn nuôi phù hợp với lại phương thức bán chăn thả. Thứ nhất đó là cái giống gà lạc thủy. Thứ hai là giống gà mía. Thứ ba là cái giống gà mà di lai, tức là nhưng mà chỉ tỷ lệ là 3/4 gà di và 1/4 cái gà lưng phượng. Hoặc là có thể là cái giống gà lai 3 giống MZL của Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn Vật nuôi. Thế là bạn mua cái giống này về bạn nuôi. Thế còn khi mà bạn tiến hành bạn nuôi như thế, bạn nuôi theo hình thức bán chăn thả thì bạn cần phải làm một cái chuồng. Ví dụ như bạn xác định bạn nuôi 1.000 con thì bạn trước hết là bạn phải làm một cái chuồng 150 m2 để đáp ứng được mỗi 1 m2 bạn nuôi nhốt được khoảng 7 con đến 8 con. Thứ hai nữa tức là bạn quy hoạch cái vườn để thả thì nếu như 1.000 m2 thì bạn thả được 1.000 con. Đấy, mức độ thả bình thường. Còn nếu mà thả rộng thì có thể là 2.000 m2 thì bạn thả 1.000 con. Đấy, tức là mật độ thả là 2 m2 một con. Còn nếu như vườn hẹp thì bạn có thể thả là 0,5 m2 một con, tức là chỉ cần 500 m2 một con là bạn có thể thả được 1.000. Cho nên là cái việc vườn thả thì nó không quan trọng. Đấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái vườn rộng hay là vườn hẹp để bạn thả. Tiếp theo, xin trả lời khán giả từ số điện thoại là 0366, 3 số cuối là 116 ở Hà Nội đã hỏi: nhà tôi nuôi hơn 1.000 con ngan, tôi mới nuôi được 1 tuần. 3 ngày hôm nay thì đàn ngan nó có hiện tượng nhiều con thở khò khè, kém ăn, kêu khẹt và đã chết hơn 10 con. Mổ khám, tôi thấy gan bị rỗ, nổi nốt trắng. Xin được hỏi nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này ra sao? Vâng, thưa anh, theo chuyên gia thì những biểu hiện trên đàn ngan có thể là kết quả của nhiều bệnh kết hợp. Để phòng trị hiệu quả, anh cần thực hiện các biện pháp tổng hợp sau. Có 2 trường hợp xảy ra ở đây là gan bị bệnh bạch lị kết hợp với lại cái bệnh viêm xoang mũi truyền nhiễm. Bệnh bạch lị thì đối với gia cầm thì chủ yếu là nó xảy ra theo cái con đường nếu mẹ bị thì sẽ truyền bệnh sang con theo cái phương thức truyền dọc, tức là phôi bị nhiễm sớm. Phôi bị nhiễm sớm. Cho nên là cái và vấn đề thứ hai nữa là cái môi trường nuôi, cho nên là khi mà bạn nuôi gan cũng như nuôi gà cũng như nuôi vịt thì điều đầu tiên là bạn phải bắt giống từ những cơ sở mà đàn bố mẹ sạch bệnh. Thứ hai là khi bạn về nuôi thì cái môi trường nuôi, tức là cái chỗ để mà úm gan vịt hoặc là gà ấy, là phải chọn cái chỗ cao, chỗ khô hay sạch và được sát trùng một cách rất là sạch sẽ thì nó sẽ không có cái mầm bệnh sẵn ở trong đấy, thì khi mình tổ chức mình nuôi úm thì nó sẽ không nhiễm sớm sang con. Đối với gan vịt hiện nay thì thường thường là người ta sẽ nuôi ở trên những cái sàn lưới để ngăn chặn không cho cái việc tiếp xúc trực tiếp giữa con gan con vịt với lại độ lót chuồng. Đấy, thì đây cũng là cái điều mà sẽ hạn chế một cách tối đa cái việc tiếp xúc giữa con non với lại các cái mầm bệnh. Đấy, thì bạn kiểm tra xem rằng là cái con gan của bạn nuôi theo cái phương thức là nuôi trên sàn lưới hay là nuôi dưới nền. Đấy, nếu nuôi dưới nền thì cái vấn đề vịt vấn đề gan bị nhiễm các cái bệnh về đường hô hấp cũng như là cái bệnh bạch lị là rất là dễ. Đấy. Thế và nếu như mà bạn nuôi trên sàn lưới rồi thì hàng ngày là cái phân gan nó xả xuống dưới là bạn phải dội rửa đi chứ không được để lưu cữu hàng ngày. Thì vì cái phân mà khi mình xả xuống con gan nó xả xuống dưới được phân tươi, nhất là gặp những cái thời điểm mùa hè như thế này cộng với lại độ ẩm cao thì sẽ làm cho phân nó vi khuẩn nó phân hủy và nó sẽ phát thải khí độc lên thì sẽ làm cho gan bị bệnh CRD rất là sớm. Thế còn nếu mà nuôi trên sàn lưới thì cái bệnh bạch lị nó cũng sẽ nhẹ, nhưng mà chắc chắn là đàn giống của bạn là bị mắc 2 cái bệnh
là bệnh viêm xoang mũi truyền nhiễm và bệnh bạch thị rồi. Bây giờ cái hướng xử lý thì bạn phải sẽ cho uống, một là cho uống cái thuốc trị khẹt vịt, hai là có thể cho uống kết hợp giữa cái tylosin cộng với endoprostaxin đấy. Thì bạn dùng một, ba là bạn có thể cho uống cái neomycin cộng với lại tylosin đấy. Liều lượng thì 1 gram pha vào 2 lít nước cho uống liên tục trong thời gian 7 ngày, kết hợp với các cái thuốc hỗ trợ như là B-complex rồi là men tiêu hóa đấy, rồi là điện giải thì nó sẽ khắc phục được. Xin được trả lời khán giả Nguyễn Linh đã hỏi: nhà tôi nuôi đàn bồ câu sinh sản 100 đôi. Gần đây thì chim bồ câu non lại bị hiện tượng là diều căng cứng. Chim mẹ bón nhưng mà không tiêu được. Tôi đã cho dùng thuốc nhưng mà không đỡ. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ra sao? Chị Linh thân mến, chúng tôi xin mời chị theo dõi lời tư vấn của chuyên gia dành cho câu hỏi của mình. Xem lại cái thức ăn, cho nên là thức ăn của chim mẹ là phải tốt, nước uống là phải đảm bảo sạch. Thì nó sẽ tạo cho khi chim mẹ ăn cái thức ăn đấy rồi thì nó sẽ tạo ra một cái thức ăn dịch sữa và nó chuyển cho chim non ăn, thì đấy mới là thức ăn an toàn. Đấy, chú ý cái thứ nhất như thế. Vấn đề thứ hai nữa tức là cái môi trường nuôi của cái đàn chim, cố gắng giữ cái môi trường nuôi trong sạch, đặc biệt là cái phần đáy chuồng, cái chất độn chuồng là phải thường xuyên dọn, chứ nếu để chuồng ô nhiễm thì sẽ bị thì nó sẽ tạo cơ hội để cho phát thải các khí độc từ phía đáy chuồng lồng lên, là sẽ làm cho chim non bị bệnh. Chứ còn chim mẹ thì có thể là không bị bệnh, nhưng mà chim non nó sẽ bị bệnh, thì đây cũng là cái căn nguyên. Biện pháp thứ ba nữa là có thể là bạn lấy 10 gram tỏi giã nát ra, xong rồi pha với lại 100 ml nước. Xong rồi bạn bơm cái tỏi này vào trong cái diều của con chim non, làm 2-3 ngày.